Lê Kim Đông, Du Lai Pho. Anh Trương xây đây coi. Đó, anh Trương hội trưởng Bạc Liêu, hội trưởng cũ. Anh đây. Anh Vinh và Bạc Liêu số 1 quay phim. Đây anh Nhật. Anh Nhật cũng Bạc Liêu tới tham gia bước chơi của Kim Đông. Xem chiều anh Nhật. Just one, 1, 2, 3, that's just one, 1, 2. Kính chào quý anh chị, lại một tối thứ tư coi như giáp tuần. Hôm nay là ngày July 4. Đào xe đây mà đào. Thân chào quý anh chị. Đào em thứ 9. Đã đến với Barcel và đặc biệt special tonight we have a special guest from San Diego. Welcome, thank you for coming here tonight. Now I would like to sing for special guest from San Diego, but it's not via English, but it's a Vietnamese song. Thank you. This song I remember when I was in Vietnamese Navy. That's the reason why hello, I like to sing this song. Cho em family với chị nha. Name is Hoa Biển. Yeah. Hi anh. Quá đẹp. Chắc và quý vị có thể ra sân nhảy này để chúng ta anh chị Vân nha, anh chị Vân. Thank you.
Đây thì tôi xin nhường microphone này lại cho cô em. Tôi xin cảm ơn anh Hoàng Công rất là nhiều. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chu Lê Phong, Xuân Hương và nhạc sĩ Xuân Bình xin Hương An kính chào tất cả quý vị và xin chúc sức khỏe đến quý vị có một bữa tiệc thật ngon miệng để mừng ngày Chu Lê Phong của trên đất Mỹ quê người. Và giờ đây Xuân Hương cũng xin đóng góp và giúp vui đến quý vị một bài hát của nhạc sĩ Lam Phương, một bài hát được mang tên Nắng Đẹp Miền Nam, để luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ về quê hương Việt Nam của chúng ta, cũng có một ngày Chu Lê Phong thật là huy hoàng và rạng rỡ. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Ta trong lành tiếng hát lời trời xanh biết bao tâm tình, tình là tình thắm buồn lòng bao núi sông, tình mến quê hương ngàn bóng đêm phai dần, vần sương lên soi đời làng ta nay xa người. Khi người lính chiến đáo đơn tranh yên hòa bình cho đồng tham cả mong cầu, nhớ tình quân
Biết hôm nay là ngày birthday của chị Kim Đông. Và Xuân Hương cũng xin chúc chị một ngày birthday thật là hạnh phúc. Và hạnh phúc nhất là cái ngày birthday của chị là cái ngày độc lập, cái ngày July 4, cái ngày này rất là đẹp cho chị. Và xin chúc chị một ngày birthday thật là hạnh phúc và đẹp mãi, tươi mãi. Mà chị Kim Đông cũng là một bác sĩ của thẩm mỹ viện, quý vị xin giới thiệu đến quý vị. Nếu quý vị muốn làm đẹp cho mắt, mũi, miệng, xin mời quý vị hãy liên lạc với chị Kim Đông. Và xin anh nhạc sĩ Xuân Bình cho một bài birthday để mừng cho chị Kim Đông tối hôm nay. Và cũng xin chúc tất cả quý vị có một ngày birthday nào cùng với chị Kim Đông. Hôm nay xin chúc tất cả quý vị có một ngày thật là hạnh phúc. Ban nhạc Xuân Bình và ca sĩ Xuân Hương, chị Liên và tất cả mọi người, chị Phượng, Kim Phượng, bà cô, tất cả mọi người ở đây đều tới chúc mừng birthday của con. Và để có một cái vui một chút xíu, xin mời Xuân Hương.
Ngày nào hoa lắng ngủ trên cây thương lan.
chinh chiến từ lâu rồi cho niềm riêng hay xa xa mơ, đàn hòa vang đưa sóng xô đến bờ,
còn thơ tha thiết yêu quê nhà, nàng cùng ta gieo khúc ca trôi bơi đã còn vang như nhà nước. Xin cảm ơn tiếng hát. Người vừa đúng nét đôi mới, những chiều mây lưng trời tầm mắt hương xa xôi, ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường, chẳng nhớ nhau nhiều lắm. No.